Hello, chúng quay trở lại với Cho Nó Thùng và đến với một giáo án đường trên của Boy An Cham Gangplank Hàn Quốc. Ngày hôm nay sẽ là một giáo án mới, một giáo án rất dị với Gangplank Tam Hợp Kiếm cùng với Hỏa Khuẩn, và cùng xem sức mạnh của lối chơi này như thế nào nào. Let's go. Neither the flames nor the depths could claim me. Ok, Ngọc Thái thu thập chi tiết cho anh em tham khảo. Cái lối chơi Gangplank Tam Hợp Hỏa Khuẩn khu vực đường trên nó sẽ là đòn phủ đầu, hoàn tiền, thúc thần nhân 3 cùng với thấu thị vũ trụ, bằng phụ lấy vị máu cùng với thợ săn tối thượng. Tốc đánh sát thương thêm của mình máu trực tiếp, kèo đấu gặp Fiora anh em nhé. Một kèo đấu mình nghĩ là không phải là dễ. Anh chàng này có hà cao, à cao chính thì đang có mức rank đó là đại cao thủ của máy chủ Hàn với tầm 1000 điểm. Đây là cao phụ của anh chàng này, mức rank kim cương anh em ơi. Mức rank kim cương tiệm cận cao thủ. Và cùng xem là cái kèo đấu Gangplank cùng với Fiora sẽ được anh chàng này xử lý ra sao. Cũng như là cái lối build đồ với tam hợp kiếm cùng với Hỏa Khuẩn thì nó còn có thêm những món trang bị nào nữa. Và cái lối chơi này các bạn thấy là có hai kỹ năng của Gangplank có skill AP, đó chính là cái chiêu cuối, là chiêu cuối rất nhiều sát thương phép anh em nhé. Nếu như có thêm Hỏa Khuẩn thì nó sẽ đốt máu cũng khá nhiều. Cái thứ hai nữa là cái W của Gangplank thì nó cũng là một kỹ năng có skill AP, tức là càng nhiều AP thì đứt hồi càng nhiều máu. Thì cùng xem là anh chàng này sẽ xử lý kèo đấu gặp Fiora như thế nào. Đang xem hồ sơ của Solabaka. Khởi đầu với Khindoran bình máu, đây là một khởi đầu khiến cho Gangplank khá là ít mana anh em nhé. Không có giải băng năng lượng, cũng không có hiện diện trí tuệ, cũng không có cả bánh bích quy luôn. Tất nhiên là Gangplank cấp độ 1 nâng E thì nó sẽ là kỹ năng không tốn mana, nhưng mà QW của Gangplank đầu trận cực kỳ tốn mana luôn các bạn. Càng đánh về sau của ván đấu khi mà cộng được càng nhiều điểm vào kỹ năng Q thì nó đỡ tốn mana đi. Nhưng mà đầu trận những level đầu là những level mà cần xử lý mana rất là nhiều. Fiora phía bên kia thì khởi đầu bằng một cái kiếm Doran. Cùng xem là anh chàng này xử lý kèo với Fiora như thế nào nhá. Đối phương đang truy lùng một con Sylas ở khu vực bãi chim quỷ biến dị và lộ vị trí đến từ Fiora. Kèo này thì Fiora đánh bằng quyền năng theo kiểu cấu gì ở quyền năng cùng với thiêu dụi cũng được, mà đánh bằng chinh phục all in cũng khá là ok. Đặt hai thùng. Thùng thứ nhất lấy tiền đòn phủ đầu chém tay nội tại một cái. Combo hai thùng thì Fiora lách rất là tốt và thôi rồi. Hết thùng rồi anh em ơi. Hết 3 thùng ở cấp độ 1. Thế thì thùng đâu mà đi đường với Fiora đây. Cắm lại một con mắt trong bụi xem là đối phương có lao sang hay không. Nếu đối phương quy sang mà quy nhầm vào mắt pha vừa rồi là không có đam anh em nhé. Đang là một cái điểm yếu khá là khó đấy từ Fiora, nhưng đối phương quy đánh tay rất là tốt để phá thùng. Không trả được đòn với nội tại đấy từ Gangplank rồi. Và quyết định sẽ là chém tay nội tại vào tướng chứ không phải đánh tay để ăn lính. Đối phương cũng bị mất máu tương đối nhiều nha. Fiora cũng là một con tướng mà nó rất ngại khả năng cấu rỉa. Và kèo này bắt buộc Gangplank phải đánh cấu rỉa thôi, đối phương quy trượt rồi. Tiếp tục có nội tại, nhưng quyết định chém nội tại vào lính và đối phương level 2 trước nha. Chắc chắn là Fiora nó sẽ có khả năng đẩy đường và lên cấp độ 2 sớm hơn. Một pha cancel đòn đánh tay nhưng mà đối phương tiếp tục quy đánh tay phá thùng rất tốt. Đối phương phản đòn chúng, vẫn chém tay một đòn lấy tiền đòn phủ đầu và sau đó thì thêm một đòn nội tại nữa. Trụ bắn một hit và Fiora mất máu quá nhiều rồi. Một pha chây láo khiến cho Fiora nhận một hit từ trụ và nếu mất máu nhiều như thế này thì Gangplank vẫn có thể đi đường được anh em nha. Nhưng mà tân lính này hơi khó mic đam. Đánh tay Q mic đam tốt. Fiora đi giao tranh và Belvet cướp rừng không thành công, mất chiến công đầu vào tay Fiddlestick. Nhưng Fiora đi cái tân này bị đóng băng là mất xe to ông ơi. Ui, anh chàng này cũng mất xe to luôn ạ. Trời ơi, có xe to dễ như thế. Chuyền mất con xe to đầu tiên thì mồm há hốc ra rồi. Fiora thậm chí còn mất kinh nghiệm cả xe to. Đối phương level 2, đối phương phản đòn trượt, đối phương dính một thùng, đối phương dính nội tại và đối phương còn đúng có 100 máu hơn. 137 máu đến từ Fiora. Có vẻ là Fiora sắp cúc rồi. Khả năng cao là Fiora sẽ cần phải về nhà để dịch chuyển trở lại đường trên thôi. Chứ nếu như máu này đi đường với Gangplank không lại anh em nhé. Bởi vì Fiora nó đánh bằng cái kiếm Doran. Mà kiếm Doran vào thế thua không hút máu lại được là cúc à. Cấp độ 4 nâng luôn vào cái bổ sung vitamin để lấy lại lượng máu. Vì chắc là phải ở lại thêm một turn nữa. Turn này kể cả có reset được thì tiền cũng chưa đủ thủy kiếm anh em ạ. Mới có tầm 600 mà thôi. Farm nốt turn này cũng được tầm 700. Đối phương đã về dịch chuyển trở lại khu đường trên. Đối phương tiếp tục lao lên với cú quy đánh tay phá thùng và sau đó thì chuẩn bị sẽ làm một đợt lính nữa. 700 tiền rồi. Còn thiếu một tân lính nữa để hướng tới cho mình một cái thủy kiếm cho lần về nhà đầu tiên. Đây là tân lính xe to thứ hai anh em nhá.
bắn quy tốt, combo hai thùng tốt. Đối phương chỉ có giày và tái sử dụng đi ra mà thôi. Pha lao lên, kích thùng thành công đến từ anh chàng Gangplank, là dính phản đòn nhưng mà có W. Đánh tay nội tại ngược trở lại và Fiora cũng đang bị lính đánh khá đau trong pha này. Chuẩn bị up level 5, năng lượng đang thực sự là vấn đề đối với Gangplank. Up level 5 thành công, kích thùng thành công, bắn quy đánh tay nội tại và sau đó thì đối phương bắt buộc phải tốc biến đi. Hết mana đến từ anh chàng Gangplank này rồi, ở phía bên kia thì Fiora hết máu. Đối phương mất tốc biến nha. Năng lượng không đủ để thực hiện một cú W và đang phải hít kinh nghiệm xe to từ xa. Tiền thủy kiếm đã đủ mana với 60 mana để W. Nhưng mà có Fiddle Stick lên, hơi phiền nha. Bấm B về hít kinh nghiệm và sau đó thì mua thủy kiếm nhưng mà đối phương lao lên luôn à. Đối phương kích để miếu W. W. Ủa? Không kịp hồi máu à? Lủng rồi, mất một mạng vào tay của Fiora phía bên kia. Nếu mà W kịp mình nghĩ là ăn được anh em nhé. Còn tốc biến xử lý landing hơi lượt thượt rồi. Dừng thì sao? Bèo vét cướp con cóc lên level 4 và solo kill được dừng đối phương. Nếu như W kịp pha vừa rồi cùng với cái tốc biến, mình nghĩ là xử lý được mạng của Fiora đó. Nhưng mà W chưa kịp hồi máu anh em ạ. Cái W này nó cũng có thời gian cast chứ nó không hồi máu ngay lập tức. Và mình cũng đã bị rất là nhiều những cái tình huống kiểu như nghe âm thanh thì đã có âm thanh của bổ sung vitamin rồi, nhưng máu nó sẽ hồi sau cái âm thanh bổ sung vitamin một khoảng thời gian tầm nửa giây ấy các bạn. Kích thùng thành công, có đòn phủ đầu, tiếp tục bắn quy cấu rỉa với thủy kiếm. Đối phương sau cái mạng vừa rồi thì vẫn đang farm thua khá nhiều và chỉ mang ra được thêm 2 trường kiếm nữa thôi. Pha này thì đối phương phá thùng thành công, chém tay nội tại, bắn quy đánh tay. Sau đó thì đang hit and run để che để biếu. Tiếp tục đánh tay như phá thùng thành công. Nhưng mà sau đó thì bắn quy nhầm vào lính à ông? Trời ơi! Quy. Ok, vẫn solo kill. Thì khứa đấy, khứa bắn quy nhầm vào lính ạ. Trời! Đấy, chúng ta sẽ cùng nhìn lại tình huống solo mà Fiora đã nhận rất nhiều sát thương từ lính trong pha này. Cả hai bên đều nhận sát thương từ lính anh em nhé. Bắn quy đánh tay. Sau đó thì cái thùng này phá nó cũng hơi lượt thượt. Bắn quy kích thùng để lấy nội tại thôi chứ không có đam vì đối phương phản đòn đúng lúc thùng nổ. Sau đó thì W quy đánh tay nội tại là chết rồi. Ông ấy quy vào lính với 21 vàng ạ. Mất thêm cái tốc biến để solo cái mạng này. Đại cao thủ Gangplank Hàn Quốc 1000 điểm mà đánh cũng khá giống Văn Tùng. Tốn thêm cái tốc biến để solo kill cái mạng vừa rồi nhưng mà không sao, vẫn có lợi thế anh em nhá. Lợi thế về mặt chỉ số farm. Cái lối chơi Gangplank AP này thì nó khác với cái giao án Gangplank AP mình làm về Captain Lang Đi. Đối với Captain Lang Đi thì cũng lên hỏa khuẩn, cũng lên theo kiểu AP nhưng mà sẽ là một cái kiếm tay ương thay vì là một cái tam hợp kiếm. Nhưng mà đây là một trận đấu ở mức rank kim cương cao thủ Hàn. Nên là lên tam hợp đi đường trước đã, lấy tiền từ chiêu cuối với một cú chiêu cuối có mạng. Rất tiếc không phải là một tình huống. Ủa chiêu cuối pha vừa rồi hai người được không anh em? Pha này chiêu cuối hai người thì sợ là con Kama nó còn búp linh giáp à? Chiêu cuối pha này ăn được một mạng 300 thôi, không có acid của Varus anh em ạ. Nhiều khi giải chiêu cuối giữa hai người là bú được đôi mạng thôi. Thôi cũng hên xui anh em ơi. Lỡ đâu con Kama nó còn cái E thì nhiều khi lại không ăn được mạng của Kama. Boss đi đường tốt quá, boss Ezreal cùng với Senna rất là xanh rồi. Dừng thì cũng tạm ổn. Dùng chiêu cuối có thêm 300 ở khu vực cánh dưới bản đồ. Nhưng mà cùng xem là việc mất chiêu cuối đi cùng với Fiora có gặp khó khăn gì hay không. Quy thủy kiếm đòn phủ đầu các kiểu. Đối phương phá thùng với nhất kiếm nhị dụng. Tiếp tục đánh tay quy combo hai thùng cũng là tốt. Fiora mất máu quá nhiều. Fiora tiếp tục nhận thêm một cú đàm phán nữa với thủy kiếm. Đòn nội tại này thì đang dùng để áp lực con Fiora không cho nó ăn xe to. Đối phương quy điểm yếu khá khéo và không ăn lại một tình huống nội tại. Và sẽ là một tình huống đối phương hơn chiêu cuối nha. Lính hơi nhiều, đối phương quay ngược trở lại với quy và bật chiêu cuối lên chém. Phản đòn chúng như W giải làm chậm, sau đó thì kích thùng bỏ chạy mà thôi. Đối phương quy lên chém tay nội tại ngược trở lại đến từ anh chàng Gangplank này và máu Fiora mất đi là quá nhiều. Thùng cấp độ 7, nó sẽ tụt máu nhanh hơn và sẽ là một tình huống Fiora quy lên mất một đòn đánh tay để phá thùng. Thì nhận lại một lượng sát thương cũng là tương đối. Chờ có bổ sung vitamin là chơi tiếp được này anh em này. Bắn quy cấu rỉa quá thốn rồi, có W và Fiora đang reset được lính để rút lui thôi. Rừng đang ping liên tục và không biết là rừng đấy đến đâu rồi. Cắm mắt lấy tầm nhìn cho rừng và Fiora lướt quy bỏ chạy, Belvet lướt theo và đó là mạng dành cho Belvet cùng với điểm hỗ trợ dành cho anh chàng Gangplank này. Mình đang muốn cái khâu đi đường nó thuận lợi một chút để Gangplank hướng tới tam hợp càng sớm càng tốt. Sau đó thì sau cái tam hợp nó sẽ là những món trang bị cộng AP anh em nhé.
một lớp giáp trụ sau đó té thôi. Rừng đối phương chỉ là một con Fiddlestick level 5 không quá nguy hiểm. Mặc dù xử lý landing thì nó vẫn có chút lượt thượt, nhưng các bạn thấy là sức mạnh của Gangplank khi đã có thủy kiếm nó vẫn rất mạnh. Và Fiora chịu không nổi nhiệt khả năng cấu gì ở Gangplank. Nếu như không có rừng, thực ra đó vẫn là một tình huống lợi thế dành cho anh chàng Gangplank này rồi. Vì đối phương đã hết máu phải đi về. Chỉ số farm Fiora đang là một vấn đề anh em nhé. Chênh lệch tầm 20 chỉ số farm dành cho Gangplank khu vực đường trên. Và Fiora tiếp tục có cho mình một cái dìu tia mát để đẩy đường. Đối phương sẽ muốn đẩy đường liên tục, cũng như hướng tới thêm một cái trang bị lớn dành cho Fiora, nó sẽ là một cái dìu mãng xà. Combo hai thùng thành công. Đối phương tham lớp giáp trụ và bị cấu rỉa mất khoảng chừng 1/3 cây. Cánh dưới bản đồ thì đồng đội vừa nằm xuống vị trí của Senna. Thủy kiếm, búa gỗ thêm hai trường kiếm, sức sát thương đến từ Gangplank lúc này nó vượt trội sói Fiora rồi. Fiora lại chưa có cái mảnh thứ hai của cái mãng xà, đó chính là huyết kiếm anh em ạ. À, huyết trượng chứ nhầm. Tung chiêu cuối hay không? Không cần chiêu cuối để bắt con Varus. Eri đã tự xử lý được cái mạng đó rồi. Đang xem là con Kama ở trạng thái như thế nào. Đối phương còn nhiều máu quá. Cạnh tranh phá thùng thành công và sau đó chém tay nội tại bắn quy một cái. Thùng tiếp tục lấy lại nội tại, và nếu như đối phương bật đại thử thách thì mình đứng sát tường thôi. Đánh tay nội tại quy một cái, đối phương phản đòn tung chiêu cuối làm chậm sát thương đốt đến từ chiêu cuối là đủ. Tình huống thả diều rất tốt đến từ anh chàng Gangplank này, không cho đối phương cơ hội để kích 4 điểm yếu. Và lượng sát thương trả lại là rất lớn, cấp độ 9 có thuốc thần nhân 3. Lượng tiền đang cầm trên người cũng là 900 rồi. Dư tam hợp rồi. Đây là cú dịch chuyển trở lại đến từ Fiora để ép một con xe to. Ok, cho bạn xe to, tôi về tôi lấy tam hợp thôi. Đối phương cấp độ 7 lao lên và đối phương chém từ nhà đến trường, nhưng mà tốc biến còn, đứng sát bờ tường kích thùng W giải làm chậm và sau đó thì chém tay nội tại. Đối phương liệu rằng có dám băng trụ hay không, rồi hết cây máu đến từ Fiora rồi. Tôi về tôi TP lên với tam hợp, ông lấy cái gì ông chơi đây. Thậm chí phát này TP vào lính đấm luôn nữa anh em ạ. Hết lính luôn rồi. Tam hợp kiếm dày thường và một cái sách cũ ở đây. Hết máu rồi, Fiora hết máu đi lên rồi anh em. Bắt đầu đồ 2 là BOAP anh em nhá. Một quy với tam hợp và đòn phủ đầu. Kích thùng bắn quy và solo kill. Dễ anh em ơi. Ao đồ, ao máu và Fiora đã tiếp tục phải lên bảng điểm số ở đây. Cứ phải là cái tam hợp để hack tiền anh em ơi. Một cú quy hack tiền cực kỳ phê, với mỗi con lính nó sẽ là 7 tiền cộng thêm. Đợt lính 6 con thì xương xương là 42 tiền ha. Và chắc chắn đồ 2 nó sẽ là hỏa khuẩn anh em nhé. Như mình đã nói thì sẽ có hai kỹ năng quan trọng cho Gangplank với cái hỏa khuẩn, đó chính là W hồi rất là nhiều máu. Trước đây mình từng làm cái giáo án Gangplank của Captain Lang đi, lúc đó cái W nó có thể hồi cả 1000 máu anh em ạ. Quyết định là tiếp tục đẩy tiếp với 6 sâu à? Combo 2 thùng với đòn phủ đầu, thêm cái quy nữa, sưng sưng nửa cây ha. Một E một quy nửa cây. Một cái nội tại thêm một cái quy nữa chăng? Không có W nên chưa dám đánh láo, tiếp tục đặt thùng. Kích thùng lấy lại nội tại và băng trụ hay không? Khi mà Fiora phía bên kia vẫn có thể còn phản đòn, đối phương lao lên với phản đòn W, chém tay nội tại, chém tay và sau đó thì bắn cái quy để solo kill đối phương là dễ. Fiora vừa mất trụ vừa mất mạng, thế này thì con Gangplank này quái vật rồi. Mặc dù nhập cuộc thì nó hơi lượt thường một tí, nhưng mà không sao, lúc này là quá xanh anh em ạ. 12 phút có 5 lớp giáp trụ, có tổng cộng đó là 5 mạng. Và lúc này chiêu cuối vẫn còn. Quyết định dùng chiêu cuối để farm lính hay làm cái gì đây? Dùng chiêu cuối farm turn bot, giữ máu trụ dành cho Eril cùng với Senna, hai người vừa bị đối phương hạ gục xong. Giàu thế nhờ, cầm luôn cho mình 2k7 tiền luôn ạ. Farm một lúc 2 len với 2k7 thì đã có hỏa khuẩn. Tiếp tục mua thêm AP ở đồ thứ 3. Tầm 13 phút mà cầm hai đồ này là khỏe lắm luôn anh em nhé. Và cái điểm ngọc thợ săn tối thượng nó kết hợp cùng với hỏa khuẩn, nó sẽ cho các bạn cái hồi chiêu cuối rất là tốt. Mà đam đốt đến từ cái lối chơi hỏa khuẩn này là chiêu cuối nó cũng cực kỳ nhiều đam anh em nhé. Đồ 3 thì để xem nó là cái gì nào. Mặt nạ luôn không nhờ? Mặt nạ lấy sát thương đốt luôn không anh em? Vừa rồi là một pha xuống cam, chắc là để bơm nicotine đây.
Kèo top Fiora thua 2 level, không dám farm xe to luôn rồi. Cái lối chơi này ít nhất nó đảm bảo là cái thùng của bạn vẫn sẽ có đam. Bởi vì cũng là một cái trang bị tam hợp kiếm cho kho đồ chứ không phải là một cái kiếm tai ương. Tất nhiên là cái lượng AP nó có thể mang ra không nhiều bằng so với cái lối chơi thuần AP. Nhưng mà lượng sát thương sẽ là sát thương hỗn hợp, cả sát thương vật lý lẫn sát thương phép. Mặt nạ đồ 3 thật rồi. Khu vực cánh dưới bản đồ vừa có một pha 1 đổi 1. Belvet đang đi cướp rừng của Fiddlestick nhưng mà Fiddle vẫn giữ lại được con bùa xanh. Dí đấm từ nhà đến trường đến từ vị trí của Belvet, thùng thứ nhất, thùng thứ hai nhưng mà không đủ tầm anh em ạ. Thế là thùng đến cấp độ 11 này là nó cũng chưa phải là cấp độ tối ưu. Nó phải là cấp độ 13. Thì thùng nó mới tụt máu đủ nhanh để combo EQE. Thùng từ sau cấp độ 7 nó tụt máu nhanh hơn một chút thì nó chỉ để đi đường thôi. Đầu trận Fiora phá được thùng khá là nhiều lần nhưng mà một vài pha không phá được thùng là cúp anh em ạ. Chất tướng Fiora nó cũng rất là mỏng. Quyết định về à? Bot đối phương swap lên cánh trên và đang liên tục bị Varus cấu rỉa. Nhưng mà chiêu cuối còn, thùng cũng còn và quyết định sẽ là rút lui an toàn đến từ anh chàng Gangplank này mà thôi. Thùng thứ nhất, thùng thứ hai nhưng mà chạy thôi. Varus tay rất dài, đối phương phá thùng tốt. Vẫn đang bị kẹt ở cấp độ 12, bắn cái quy với tam hợp kiếm. Có thêm Kama ở gần anh em nhá. Một pha combo thùng chỉ để farm đến từ anh chàng này mà thôi. Đường dưới đang có đánh nhau tung chiêu cuối với hỏa khuẩn. Và Fiora chết với chỉ hơn 100 tiền thôi sao. Bèo thế nhờ. Biết thế để Fiora nó giết Ezreal trước cho nó reset tiền anh em ạ. Như thế thì cũng hơi ác với AD. Nhưng mà thực ra là Ezreal chắc chắn chết rồi. Ô nhưng mà Belvet vừa gỡ được thêm một mạng nữa của Fiddlestick và vẫn có điểm hỗ trợ dành cho anh chàng Gangplank này dịch chuyển lên khu đường trên để bắt con Varus đang đẩy cao. Varus đẩy cao và không phát hiện ra phía sau có Gangplank rồi. Nhưng mà có Kama ở đây, combo thùng chạy thôi anh em ơi. Đối phương kích tốc đến từ Surelia. Tốc biến chạy được hay không? Thùng thứ nhất, thùng thứ hai, combo thùng thành công nhưng phải tốc biến né chuyên tâm thôi. Kama đứng núp trong tình huống vừa rồi và khiến cho tình huống dịch chuyển bọc sau của anh chàng Gangplank này không bắt được con Varus rồi. Thậm chí mất thêm cả tốc biến để có thể bỏ chạy nữa. Đường giữa thì Orianna đã kích tăng tốc pha và rút lui thành công. Ezreal được swap lên khu vực đường trên. Liệu rằng 2-2 được hay không nhở? Fiora reset tiền ở đâu rồi kìa anh em? Fiora solo kill được Senna và reset tiền rồi. Kama hết máu. Thùng thứ nhất. Thùng thứ hai. Bắn quy kích thùng thành công. Máu còn rất nhiều và đang đứng để khép góc hai thành viên đối phương cùng một lúc. Và Kama quyết định bỏ Varus để chạy rồi. Nhưng Varus bắn đầu nha, chiêu cuối sắp hồi rồi, thích thì chơi. Combo 2 thùng thành công, bắn thêm cái quy nữa. Belvet có mặt, cấp độ 13, có chiêu cuối. Đối phương lao lên và tung chiêu cuối bắn quy W, sau đó thì Varus bắn quy trượt. Varus mất thêm cả một cái lá chắn để rút lui cho tình huống này cùng với cái tốc biến nữa. Hai spell đến từ Varus. Sau đó thì Sylas đang copy cho mình một cái bão quạ lên đường trên và không dùng được bão quạ đến từ Sylas rồi. Belvet không dám vào đam nhờ. Thấy phía sau đối phương có Fiora nên là Belvet đánh cũng khá là rén cho pha này. Cấp độ 13, thùng thứ nhất chém tay nội tại, combo 2 thùng. Tiếp tục thêm một cái nội tại nữa. Fiddlestick hút máu lại cũng là nhiều. Nhưng Belvet có đam dứt điểm. Đây là một trạng thái máu hơi yếu và sợ bị shutdown nên chắc là phải về thôi. Fiora sẽ có trụ đường trên và trước đó Fiora cũng đã có một mạng reset tiền rồi anh em nhé. Mạng đối phương tầm này là 300 rồi. Tiếp tục ở lại farm thêm một turn nữa. Tính ra thế trận hiện tại thì nó cũng không đến mức quá tệ nhưng mà bảo là xanh hơn so với đối phương thì cũng không xanh hơn nhiều. Ok, thêm một turn nữa với một K2. Dịch chuyển không có nhưng mà chiêu cuối đang trong thời gian chuẩn bị hồi lại và Varus đã hết spell rồi. Nếu như có đánh nhau cánh dưới, Gangplank giải được chiêu cuối xuống là hỗ trợ một lượng sát thương tương đối đấy anh em nhé. Đường giữa đang có PK, có một pha chiêu cuối hỗ trợ từ xa và sát thương đốt là quá nhiều. Các bạn nhìn cái lượng sát thương đến từ cả đòn phủ đầu nữa anh em nhé. Ngay cái nhịp giải chiêu cuối đó là con Varus còn tương đối nhiều máu đó. Còn khoảng chừng 600 máu. Đùng phát chết luôn. Nhìn đam phép này ác ha. Thế thì trong kho đồ Gangplank nó có thể có thêm cả một cái ngọn lửa hắc hóa không nhỉ?
Ngọn lửa hắc hóa nó sẽ giúp cho những tình huống còn phơi mạng từ xa dễ dàng hơn khi mà đối phương yếu máu. Thì sát thương nó sẽ chí mạng. Cánh dưới bản đồ thì Fiora tiếp tục có mạng hạ gục. Sau khi đối phương reset tiền, đối phương đã có mạng liên tục đấy anh em nhé. Nhưng mà đường giữa lúc này chắc là mất trụ rồi. Đẩy trụ 2 với 6 sâu được không? 6 sâu cùng với tam hợp. Quyết định đứng dình với cái máy quét của mình để bắt một Orianna cấp độ 13. Đối phương có khoảng chừng 2k máu trong pha để đối phương fake check. Nội tại thứ nhất combo thùng, nội tại thứ hai, nội tại thứ ba. Đánh tay phá thùng, nội tại thứ tư, 4 cái nội tại liên tục vào mồm. Xử lý nội tại cũng là rất mượt. Xử lý nội tại ác ha. Đúng là thùng sau cấp độ 13 có khác. Combo là cực kỳ dễ. Belvet đang gặp nguy hiểm, combo 2 thùng thành công nhưng chưa có chiêu cuối. Varus có mạng của Belvet, Senna tới hơi trễ rồi. Pha này có chiêu cuối mình nghĩ là chơi được luôn với tình huống giải chiêu cuối và Karma của Varus. Fiora mất phản đòn, Every Senna có sải tay là khá dài. Chuẩn bị có lại cái mưa đại bác rồi anh em ơi. Nhờ quyết định đấy thì anh chàng này là về mua một cái mặt nạ đọa đầy ở món trang bị thứ 3. Tầm 19 phút 3 đồ này vẫn khỏe anh em nhé. Có thể gọi là siêu xanh luôn đấy chứ. Nhưng mà thùng thì nó không đau đâu anh em à. 3 đồ này mà là những cái thùng có thêm những món trang bị chí mạng như là súng hải tặc hoặc là vô cực nó sẽ khác. Còn thùng mà chỉ có một cái tam hợp thì đam của nó sẽ không được nhiều lắm. Bù lại thì các bạn sẽ có một cái chiêu cuối rất là nhiều sát thương cùng với một cái W. Nó sẽ hồi rất là nhiều máu để các bạn có thể lật kèo. Kèo đẩy cánh lúc này là kèo cùng với một con Orianna. Quyết định đánh an toàn đến từ anh chàng Gangplank này để giữ mạng shutdown thôi. Không biết là đối phương đã có tầm nhìn cánh trên hay chưa. Chờ máy quét hồi lại là biết. Máy quét sắp hồi rồi. Ezreal lái sứ giả tung chiêu cuối giữa ba thành viên đối phương và sát thương đốt là cực kỳ nhiều hắc ám soi rọi. Karma tiếp tục bị đốt máu và sát thương đốt đến từ mặt nạ có vẻ là chưa đủ. Combo 2 thùng nhắm tới Orianna. Tiếp tục đặt thùng, combo 2 thùng lại thành công nhưng đối phương có tăng tốc pha và chạy cực kỳ nhanh. Phía bên kia thì bão quạ đẹp đến từ Fiddlestick. Ezreal bị phản đòn và sau đó lên bảng. Dính thêm cả lệnh sóng âm kích thùng để có thể bỏ chạy mà thôi. Fiddlestick tốc biến lên và có hoảng sợ không có W rồi. Shutdown dành cho đối phương và thôi xong rồi. Throw cú này là có thể mất Baron đấy anh em nhá. Thiếu đam anh em mà thiếu một chút xíu đam nữa để dứt điểm con Karma phía bên kia. Và thiếu thêm cả mít rừng trong cái pha teamfight này để có thể gỡ được nhiều mạng yếu máu của đối phương. Mất Baron đâu anh em. Belvet tốc biến làm cái gì đó. Belvet tốc biến dứt điểm được Karma. Có thêm dịch chuyển đến từ Salad à. Salad TP kiểu gì mà còn có một tí mana này. Đối phương chưa ăn Baron, đối phương quyết định là giao tranh và có mạng của Belvet. Ít nhất chưa mất Baron là ok rồi anh em ạ. 22 so với 23 về mạng hạ gục chênh lệch không nhiều. Và các bạn thấy chiêu cuối Gangplank thực ra là một chiêu cuối hồi rất là lâu anh em nhé. Nhưng mà với cái thợ săn tối thượng cùng với hồi chiêu hiện tại là con số 45 điểm và cả cái nội tại của hỏa khuẩn nữa thì cái chiêu cuối Gangplank nó hồi rất là nhanh. Lại có chiêu cuối PK rồi này anh em này. Chỉ là mình nghĩ là nên đánh nhau 5 năm thôi. Rồi xong rồi. Giải chiêu cuối nhưng mà sát thương lại một lần nữa chưa đủ để lấy cái mạng của Varus phía bên kia. Vì thực ra Ezreal cũng đã chưa lấy được nhiều máu của Varus cho lắm. Ezreal tiếp tục đẩy cao và bị Fiddlestick đánh chặn từ khu bãi chim. Fiora đang quyết định va chạm 1v1 kích thùng. Có thêm cả Fiddlestick kích thùng lượt 2, kích thùng lượt 3. Đại thử thách đến từ Fiora, tốc biến đến từ Fiora. W hồi lại khoảng chừng 600 máu nhưng vẫn phải tốc biến để né một tình huống tiếp cận. Và sau đó thì bị Fiora chặt chết ở đây rồi. Belvet không cover cho Gangplank mà quyết định đi PK với Fiddlestick. Và PK cũng không giết được Fiddlestick nhưng mà Sylas tới đây có thể gỡ mạng với cái lệnh sóng âm trên người. Sẽ là một điểm hỗ trợ dành cho anh chàng Gangplank này. Nhưng Belvet mất máu là quá nhiều và vẫn thiếu Ezreal anh em nhé. Đồ này không có chiêu cuối, không thể PK anh em à. Nếu mà ba đồ bình thường là mình nghĩ pha vừa rồi cân 2 được luôn đấy chứ. Nhưng mà lên theo kiểu hỏa khuẩn ấy các bạn thấy thùng nó không có đam. Thùng không có đam để giao tranh với đối phương theo kiểu 1 đánh 2 như vừa rồi. Chỉ có thể chạy mà thôi. Bổ sung vitamin thì nó cũng hồi được tầm 700 máu pha vừa rồi đó. Cũng nhiều đó nhưng mà căn bản là không có đam để giết Fiora thì nó cứ thế nó chặt lên thôi.
dịch chuyển đép cái trụ bot. Mình nghĩ là nên chờ các mục tiêu lớn giao tranh 5 năm với chiêu cuối nó sẽ tốt hơn là team cứ đánh lẻ sau đó gank giải chiêu cuối từ xa rồi lại không có chiêu cuối làm gì cả. Với một cái máy triệt phá hashtag ở đầu thứ tư thì để xem sẽ lên cái gì anh em nhé. Nó có thể là một cái ngọn lửa hắc hóa như mình nói. Sát thương đốt đến từ chiêu cuối, đến từ mặt nạ, đến từ cả hỏa khuẩn. Nó sẽ được gia tăng rất là đáng kể khi các bạn có thêm cả cái ngọn lửa hắc hóa nó thêm chí mạng. Tung chiêu cuối đặt thùng kích thùng tốt. Tiếp tục kích thùng thành công và sau đó thì mất máu rất nhiều. Tiếp tục kích thùng thành công. Một mạng đã có trong tình huống 1v4. Vẫn có được mạng của Kama nhưng mà sau đó thì không kéo theo được thêm Fiddlestick. Người cũng rất yếu máu trong pha vừa rồi. Cũng nhiều đam đó. Các bạn nhìn cái pha vừa rồi là một con Gangplank giải cái chiêu cuối mà các nhìn cái lượng đam mà con Gangplank gây ra và hai thành viên đối phương này. Sát thương này đa phần là sát thương chiêu cuối thôi anh em nhé. 900 đam. 900 đam đốt đến từ chiêu cuối Gangplank pha vừa rồi. Fiora lao vào và có mạng của anh chàng Gangplank này, mạng thứ 11 cho Fiora. Fiora đang comeback cực kỳ ác luôn. Nhưng mà thùng thực sự là rất là phế luôn các bạn ơi. Thùng nó như gãi vậy. Đúng là được cái này thì mất cái kia. Các bạn thấy kích thùng rất là ác, kích liên tục. Nhưng mà đam của nó thực sự là không nhiều. Tại vì chắc là do mình quen chơi theo cái kiểu Gangplank chí mạng nhiều, full chí mạng. Thùng chí mạng nó cái nào ra cái đấy anh em ạ. Cảm giác Gangplank mà nối ba cái thùng không chết đối phương thấy nó cứ sai sai. Ông rừng lại lăn ra chết rồi. Thế trận thì nó có phải là sáng sủa gì cho Cam đâu, cứ lăn ra chết này hỏng hẳn. Chiêu cuối vẫn còn tới 19 giây và 19 giây là dư để đối phương ăn Baron. Dừng trên bản đếm số thì mất Baron là cái chắc rồi. Sao đánh được? Cung ánh sáng tốt đến từ Ezreal. Baron thuộc về trừng phạt đến từ Fiddlestick. 4 giây hồi chiêu mưa đại bác đến từ anh chàng Gangplank này rồi. Fiora chết trước. Và sau đó Sylas copy sợi xích tung chiêu cuối. Combo 3 thùng nó không đủ tầm. Sylas lao vào như đối phương còn một cái đồng hồ ở đây. Trên người còn 2 thùng. EQE thành công nhưng sát thương kìa. Các bạn nhìn sát thương thực sự là không có bao nhiêu cả. Hết chiêu cuối Gangplank trở về một con tướng phế vật. Lỗi build đồ thực sự là, nếu mà team các bạn có nhiều sát thương vật lý quá thì build này thì cũng ok, nhưng mà team ván này đã có sát thương phép đến từ Sylas rồi mà nhờ. Chắc là test thử thôi chứ còn giáo án này mình nghĩ là không nên học theo. Không nên chơi theo anh em nhé. Mình vẫn nghĩ Gangplank chí mạng hoặc là chơi theo kiểu đấu sĩ cũng được. Đấu sĩ nó sẽ có như kiểu là tam hợp kiếm rồi móng vuốt Styrax các kiểu các bạn. Hoặc là Gangplank theo hệ full chí mạng giống như Lăng Đi. Còn cái lối chơi nửa nạc nửa mỡ này mình nghĩ là xem cho vui thôi. Thực ra là con Gangplank theo kiểu full AP nó vẫn có thể one shot với một chiêu cuối anh em nhé. Nếu các bạn giải chuẩn. Trước đây thì mình đã từng làm giao án Gangplank full AP của Lăng Đi. Và đúng là một cái chiêu cuối giữa tâm nó có thể kích được rất là nhiều sát thương với hỏa khuẩn cùng với mặt nạ rồi đòn phủ đầu thêm cả cái mưa bom bão đạn mà các bạn nâng cấp thì những cái đợt giải xuống nó sẽ càng đau về giai đoạn nửa sau, là càng những cái đợt sau nó đã càng đau và cái hậu duệ tử thần nó sẽ có thêm sát thương chuẩn nữa. Và là kích thùng không thành công rồi, tiếp tục là thùng bị phá, thùng thứ ba thì phá được, chém tay nội tại kích thùng tung chiêu cuối. Sát thương chiều cuối là nhiều, Fiora mất phản đòn và Fiora bị solo kill ở đây, ok chưa? Rồi bây giờ trong giao tranh ông làm cái gì đây khi không còn chiều cuối nữa? Tôi đứng từ nối thùng có tiên tí đam và đây là một tình huống bắt buộc phải tốc biến chạy khi Fiddlestick tiếp cận với cái bão quạ của mình. Belvet bị hoảng sợ rồi. Combo 2 thùng nhắm tới Kama nhưng nó hơi ngắn và quyết định đến từ anh chàng này đánh hạt thông nổ sang phía bên kia tìm kiếm vị trí của Fiddlestick. Đối phương lại còn đồng hồ. Một cú W hồi lại khoảng chừng 600 máu anh em nhé. Càng mất máu nhiều thì W lại hồi máu càng nhiều. Quyết định về nhà để hướng tới một cái mũ phù thủy à. Dịch chuyển bọc sau với một cái dược phẩm thuật pháp. Chiêu cuối vẫn còn khoảng chừng 15 giây hồi, đối phương đang cầm Baron đẩy thẳng vào EQE. EQE thành công không có đam.
đặt một cái thùng ra thì đối phương phá cái nhẹ và thế là W hồi máu lại như thế nào đây? W hồi lại khoảng 400 máu, kích 3 người với cái thùng vừa rồi. Một cái thùng 3 người nhưng nó là zero dam. Nó chỉ làm chậm đối phương để chạy thôi. Tung chiêu cuối trúng 3 thành viên đối phương và ngay lập tức chết luôn vị trí của Kama. Dam chiêu cuối cũng nhiều đó. Dam chiêu cuối rất nhiều nữa các bạn. Mà thùng thì quá phế. Con Kama còn nhiều đấy máu mà cái chiêu cuối giải ở cái gì vẫn chết anh em ạ. Các bạn nhìn xem con Kama nó còn khoảng chừng bao nhiêu máu pha vừa rồi mà cái chiêu cuối nó nhiều đam nhất là ở giữa tâm vụ nổ. Nó sẽ có cái sát thương chuẩn. Các bạn nhìn sát thương chuẩn thì nó sẽ là khoảng chừng 400 sát thương chuẩn vào người của Fiddlestick. Còn Kama đứng cái rìa đó bị đốt hỏa khuẩn phát chết luôn. Và đam nó khoảng chừng 757 đam. Nó gây ra vào người của Fiddlestick với cái chiêu cuối. 700 đam đó là sát thương phép anh em nhé. Nếu mà cộng thêm 400 sát thương chuẩn thì nó là trên 1000 sát thương ngay lập tức dành cho con Gangplank nếu như nó giải chiêu cuối chuẩn chỉ. Chỉ là cái lối video này mà gặp đội hình mà bên phía bên kia nó có một con tanh thôi là thấy khó chơi rồi. Kể cả là hỏa khuẩn hay mặt nạ đốt máu cỡ nào thì những con tanh nó đánh vẫn rất là dễ. Fira lúc này đang solo 1v2 và vẫn rút lui được. Đồng đội đang có xu hướng FF rồi. Thấy con Gangplank lên đồ quá là trôn nên quyết định là FF luôn. Tưởng Gangplank 11 năm này là Gangplank AD thì gánh team dễ, chứ còn Gangplank AP thì chưa biết đâu. Nó có gánh team được hay không thì hên xui anh em nhé. Nếu mà đánh 5 năm mà đối phương co cụm lại á thì chiêu cuối một phát thôi là win team fight. Nhấn đúng một cú chiêu cuối là có thể win team fight ngay lập tức. Nhưng quan trọng là trong xếp hạng đơn thì cái việc team fight 5 năm nó không phải lúc nào cũng diễn ra. Do là người ta đánh lẻ rất là nhiều. Belvet tầm này cũng đã tích được khá là nhiều nội tại và tốc đánh cũng rất cao rồi anh em nhé. Lại chưa xe to rồi ông ơi. Đồ cuối sẽ là một cái mũ phù thủy nhá. Để tí nữa ra mình check lịch sử đấu với các bạn xem là lịch sử đấu của anh chàng này thì có đánh nhiều cái lối chơi này hay không, hay là chỉ test thử một ván thôi. Chỉ test xem là một ván xem là nó có thực sự là một giao án ổn thỏa hay không. Đối phương có linh hồn rồng công nghệ, một linh hồn rồng cực kỳ mạnh. Thùng thứ nhất, thùng thứ hai. Thùng không có đam anh em ạ. Đam chủ yếu đến từ mặt nạ đốt và đối phương hút máu lại này. Phá thùng thành công. Nội tại Gangplank khi mà lên AP cũng không có đam. Nội tại Gangplank nó đi theo sát thương vật lý anh em ạ. Ôi, Sylas lại bị Orianna solo kill ở đâu rồi. Một thế trận đang là cực kỳ khó khăn. Nếu mà đối phương xé đội hình ra đầy lẻ là thấy ngợp rồi. Quá ngợp luôn rồi. Senna đang gãi được. Fiora bắt đầu bật chiêu cuối để có thể bỏ chạy. Combo 2 thùng nó ép đi cái phản đòn của Fiora. Fiora mất tốc biến vào lên bảng. Một tình huống nhận được sự hỗ trợ đến từ Senna. Sau liên tục những pha kích thùng làm chậm đối phương thì ít nhất đã có mà hàng cục tung chiêu cuối đặt thùng bắn quy. Đối phương còn đồng hồ. Một cái bổ sung vitamin để né CC với 500 máu hồi lại. Chiêu cuối đốt cũng là cả nghìn máu trong pha này. Cùng ánh sáng thành công đến từ Ezreal để lấy mạng của Fiddlestick. Mỗi lần có chiêu cuối thì cười hớn cười hở. Nhưng không có chiêu cuối PK thì còn thấy cái những thùng thực sự nó gãy ngứa phiêu ra luôn mà. Được cái là chiêu cuối nhìn cũng phê. Cũng gọi là có tí động lực đánh tiếp. Quyết định về và TP trở lại khu đường giữa để lấy trụ à. Baron thì sao? Lợi thế về người với tình huống lên bảng đếm số đến từ Fiddlestick và cả Varus nữa. Fiddle còn 12 giây đếm số thì đây là Baron dành cho bên phía team 2. Ê ngon nha, Baron này. Có Baron này sẽ bắt buộc đối phương phải đứng co cụm trong nhà để phòng ngự. Và đôi khi đối phương đứng co cụm thì nó lại là tiền đề để Gangplank có thể lên tiếng với những cú chiêu cuối nhiều người. Và Baron tất nhiên nó cũng sẽ có thêm một lượng AP cũng khá khá. Quyết định ping rút lui tung chiêu cuối hỗ trợ sát thương và Fiora bắt đầu tụt máu có vẻ là nhiều. Một pha đánh láo đến từ Fiora để gỡ búp Baron nhưng không thành công. Đây đã là một Gangplank ít nhất là còn một cái tam hợp kiếm trong người anh em nhé. Các bạn thử tưởng tượng nó là một Gangplank full AP mà là kiếm tay ương rất là thùng. Thực sự là nó chỉ có làm chậm và đốt máu đến từ mặt nạ thôi á. Chứ nó hoàn toàn không có bao nhiêu sát thương cả. Ok, mũ phù thủy ha. 200 AD cùng với 656 AP.
cùng xem là cái sức mạnh của Gangplank với 600 AP nó sẽ là như thế nào với những lần chiều cuối. Như đã nói, đối phương mà có kháng phép là rất là phiền. Nhưng mà may mắn ván này đội hình đối phương lại là đội hình mỏng và không có quá nhiều kháng phép. Combo 3 thùng tầm này là hoàn toàn không có đam nha. Bèo vét có một pha lướt hình dích rắc rất tốt ạ. Bèo vét xử lý ác quỷ phết nhờ. Một quả mở giao tranh rất thế giới đến từ Bèo vét luôn các bạn. Tiếp tục hất tung đến từ Bèo vét, Fiddlestick lao ra với cái bão quạ, vừa để dọn lính vừa để tấn công. Ezreal mất máu quá nhiều, tung chiêu cuối trúng 2-3 thành viên đối phương. Combo thùng liên tục, thùng nó chỉ làm chậm đối phương để đốt máu với chiêu cuối thôi. 3 thành viên đối phương yếu máu và ngay tức có người lên bảng, đó là Fiddlestick K3 một máu đi về. Cũng gọi là có sát thương với chiêu cuối và thùng đúng là chỉ làm chậm đối phương để chiêu cuối nó đốt máu nhiều hơn. Còn người gánh team đang là vị trí của Bèo vét, người đang lao lên và lượng sát thương đến từ Bèo vét là nhiều. Lệnh sóng ngầm hai người đến từ vị trí của Orianna. Nhưng Orianna nằm xuống, Fiora thì vẫn còn một cái giáp thiên thần. Senna tốc biến bắn thẳng vào vị trí của Kama. Một cú quy cũng thực sự là không có đam đến từ con Gangplank này luôn. Fiora đang hồi sinh giáp thiên thần và dọn lính, nhưng mà lính quá nhiều với 6 sâu. Nhà là Win đặt thùng bắn quy, chém tay nội tại, tiếp tục đặt thùng, đánh tay và sau đó thì tiếp tục bắn quy. W hồi lại 1.300 máu ạ. Tốc biến né sợi xích đến từ Varus. 1.300 máu hồi với cái bổ sung vitamin khi mà đây là Gangplank 656 AP. GG. Ok, chúng ta sẽ cùng check sát thương cuối game và check xem là trong cái lịch sử đấu của anh chàng này ở account, mà account chính lẫn account phụ luôn nhá. Account chính đang là tầm 1.000 điểm đại cao thủ. Thì có chơi lối chơi này nhiều hay không? Hay là ngày hôm nay thì gọi là ngẫu hứng lên nên là đánh đại một cái game đấu với Gangplank Hỏa Khuẩn như vậy thôi. Dạo này thì anh em cũng đang gọi là rất là thích xem giáo án dị nên là mình cố gắng mình làm giáo án dị cho anh em xem, chứ còn game này xử lý landing thì... Hả? Gì đam nhiều dữ vậy? 61.000 đam á hả? Ê, 61.000 đam thực ra là Gangplank AD cũng có thể đạt được nhưng mà cũng không chắc đâu anh em nhé. Cũng không đến mức gọi là chênh lệch rất nhiều về sát thương so với đồng đội. Phía bên kia thì có một con Fiora mặc dù đi đường cũng rất oan talavan, nhưng mà sau đó vẫn lên được tới 13 ma gục và có 50k sát thương. Nhưng mà Gangplank này 60.000 sát thương cũng là ok chứ hả? Ồ, nhận được hai vinh danh đến từ đồng đội. Đội hình đối phương các bạn thấy là không có tí kháng phép nào luôn. Lên giáp rồi toàn là những con tướng không lên đồ thủ được. Chỉ có giáp thôi không kháng phép. Cùng check lịch sử đấu của anh chàng này một tí anh em nhé. Ok, đây chính là hồ sơ của cái anh chàng Gangplank mình vừa làm giao án. Anh chàng này hiện tại thậm chí là có rất là nhiều account. Account đang đại cao thủ đó là 1063 điểm. Gangplank ở account chính đánh mức rank đại cao thủ thì đánh rất là nghiêm túc. Đánh Gangplank đấu sĩ có, Gangplank chí mạng có, bước chân có, quyền năng có. Nhưng hoàn toàn không có đòn phủ đầu. Đây là account đại cao thủ. Account với mức rank cao thủ 700 điểm thì sao? Đánh Gangplank vô cực, bước chân quyền năng, không đánh AP anh em à? À, hóa ra là anh chàng này chỉ gọi là test giao án thôi. À, cao thủ. Ủa, hai cao này là một hả anh em? Chỉ test ở mức rank kim cương thôi. Đâu xem cái mức rank kim cương nào. Có đánh Gangplank Hỏa Khuẩn ở một ván đấu khác nữa. Phía dưới thì cái game này chính là cái game mình vừa làm. Đam ác quỷ phết ha. Phía dưới cũng có đánh thử này anh em này. Đúng là chỉ đánh ở rank kim cương thôi anh em ạ. Cũng có khá là nhiều ván mà anh chàng này đánh Gangplank theo kiểu Hỏa Khuẩn. Nhưng mà cũng có ván thua này anh em thấy không? Đam thì vẫn ok, nhưng mà mình nghĩ là lối chơi này thì chắc là anh em xem cho vui thôi nhá. Mình không khuyến khích anh em chơi theo kiểu Gangplank AP. Nhiều bạn cũng đã từng gạ mình đánh Gangplank AP trên livestream, nhưng mà mình bảo lối chơi thực sự rất là phế. Mỗi cái chiêu cuối thôi anh em à. Chiêu cuối thì hồi rõ lâu, giải được chiêu cuối đẹp thì có cơ hội đánh teamfight thắng.
Còn giả chiêu cuối tệ thì coi như là con tướng phế vật luôn. Mà đánh gangplank theo kiểu gangplank AD á thì nối thùng thì nó lại rất là nhiều sát thương, mà thùng nhìn nó rất là phê với những thùng chí mạng, hoặc là các bạn có thể combo thùng đầu tiên fail nhưng vẫn còn nhiều thùng để nối tiếp. Còn gangplank AP của bạn giải chiêu cuối xịn phát là coi như vứt luôn đấy nhá. Rồi, cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em mình ra khác trên kênh Văn Tùng, và rất hy vọng anh em xem mà thấy hay thì đừng quên để lại những lượt like, những lượt subscribe để ủng hộ channel YouTube Văn Tùng anh em nhá. Bye bye.